theo lý thuyết màu da của trẻ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố di truyền vào thời điểm sau khi mới sinh hầu hết da của em bé sẽ có màu tím tái nguyên nhân là do hệ tuần hoàn của trẻ lúc này vẫn cần thời gian để có thể lưu thông đủ oxy ra toàn bộ cơ thể khi đạt nhu cầu oxy cần thiết, da bé lúc này sẽ chuyển sang hồng hào hơn. Những điều trên hoàn toàn đúng nhưng vẫn chưa đủ, một chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là các thực phẩm có lợi cho việc hình thành sắc tố da cũng ảnh hưởng không nhỏ đến màu sắc của da. Do đó nếu muốn em bé ra đời có da trắng, mẹ bầu cần xem lại chế độ ăn uống của mình và bổ sung vào thực đơn những món ăn gợi ý dưới đây nhé. 1. Bổ sung thực phẩm giàu folate Acid folic hay folate là dưỡng chất vô cùng quan trọng với sự hình thành tế bào não của bé. Theo các nghiên cứu, acid folic nên được bổ sung 4 tuần trước khi mang thai và 8 tuần sau khi sinh sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ sinh con tự kỷ. Ngoài ra, những thực phẩm giàu folate như cải bó xôi, trái cây họ cam quýt, đậu lăng và ngũ cốc ăn sáng cũng được cho là có khả năng cải thiện màu da của trẻ sau sinh. Hai, Hạnh nhân. Hạnh nhân luôn được khuyến khích trong thai kỳ vì nó có chứa nhiều protein, vitamin E, canxi, magie và cả chất xơ. Protein rất hữu ích cho sự phát triển của em bé, trong khi đó canxi và magie cần thiết cho sự phát triển của xương. Với những ai đang thắc mắc ăn gì để cho con da trắng thì hạnh nhân sẽ là lựa chọn thích hợp, bởi nó cũng có tác dụng làm sáng da. Bạn có thể dùng hạnh nhân sấy khô hoặc thêm vào món salad hay uống sữa hạnh nhân. 3. Nước nho ép Nước nho ép rất giàu axit alpha-hydroxy AHA được biết là có thể giúp trẻ sơ sinh có làn da trắng. Vì vậy, mẹ bầu có thể thêm nước nho vào thực đơn của mình. Lời khuyên là chỉ cần dùng 60ml nước ép này hai lần mỗi ngày sẽ giúp con bạn sinh ra không những trắng mà còn khỏe mạnh. 4. Trái cây giàu vitamin C nếu cha mẹ có làn da ngăm, mẹ bầu cần tích cực ăn các loại trái cây giàu vitamin C. Loại dưỡng chất này không chỉ có tác dụng làm tăng cường sức đề kháng mà còn phòng ngừa sắc tố sạm đen của da. Từ đó trẻ sinh ra sẽ có một làn da trắng hồng mịn màng. Cơ ý một số loại trái cây như cam, chanh, táo, quýt, nho vừa có thể là món salad hoa quả hoặc làm ra những ly nước ép tươi mát cho những ngày oi bức. 5. Quả bơ Loại quả này khá giàu vitamin E, C, rất tốt cho quá trình sản xuất collagen của cơ thể. Thêm vào đó, hàm lượng cao chất béo trong bơ cũng thích hợp để mẹ bầu thêm vào thực đơn trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Vì đây chính là giai đoạn mà da bé bắt đầu căng phòng, chuẩn bị cho hành trình chào đời sắp tới. Ngoài nắm được ăn gì để cho con da trắng, mẹ bầu nên hiểu rằng melanin chính là sắc tố giúp chống lại những tác động của mặt trời. Càng tiếp xúc nhiều với ánh nắng, da sẽ càng sản sinh ra nhiều melanin và trở nên sẫm màu hơn. Do vậy, ngay cả khi bé sinh ra đã có làn da trắng hồng, nhưng nếu mẹ để con tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng thì làn da bé vẫn có khả năng bị sẫm màu. Hy vọng rằng với những gợi ý ăn gì để con da trắng trên đây sẽ giúp các bà mẹ tương lai sinh con có được làn da như ý muốn.